Khả Ngân phát bác Hot Girl, trở thành mỹ nhân phim giờ vàng nhưng diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi. Tình duyên vướng nhiều ồn ào khi bị đồn yêu cùng giới, nghi vấn hẹn hò nam diễn viên đã qua một đời vợ. Mục đích làm gì? Đó chính là mình muốn đánh mạnh về diễn viên nhiều hơn. Thực ra em rất là ghen luôn á, nói chung chỉ cần tí thôi là rất ghen. Thì mình muốn lăng nhăng đấy. Em lăng nhăng. Khả Ngân là nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến thời gian gần đây khi góp mặt trong các bộ phim được chiếu trên khung giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam. Qua vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân được nhận chiếc cúp danh giá cánh diều vàng cho hạng mục nữ chính xuất sắc. Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục chinh phục thị trường phim miền Bắc, góp mặt trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình và tái hợp diễn cặp với Thanh Sơn. Mỗi phân đoạn của họ đều khiến người xem cười tủm tỉm vì sự đáng yêu và rất tình. Có thể nói, Khả Ngân đang dần chứng minh được năng lực diễn xuất của mình, cố gắng nỗ lực để theo đuổi đến cùng ước mơ trở thành mỹ nhân màn ảnh. Khả Ngân xuất phát điểm là một hot girl, phải trải qua rất nhiều thử thách mới dần để lại dấu ấn với khán giả với vai trò diễn viên. Từ một con số 0, không qua trường lớp chuyên nghiệp, thậm chí Khả Ngân còn chưa học xong cấp 3, cô làm mẫu rồi dần tham gia các game show, các bộ phim sitcom rồi dần phủ sóng đến phim điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên cũng gặp phải không ít lời chê của dư luận vì diễn đơ như Bình Hoa Di Động. Cho đến thời điểm hiện tại, bước ngoặt lớn nhất của Khả Ngân chắc chắn là bộ phim 11 tháng 5 ngày do VTV sản xuất, bởi tên tuổi cô được phủ sóng rộng khắp và có được một giải thưởng danh giá công nhận những cống hiến ở lĩnh vực diễn xuất. Khi nhận cúp cánh diều vàng, Khả Ngân cũng nhận không ít những phản bác, bởi trong đề cử có rất nhiều gương mặt gạo cội. Công nhận trong phim 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân đã diễn tốt hơn, tự nhiên hơn nhưng để ấn tượng như những nghệ sĩ khác thì không thể vượt qua được. Tuy nhiên, có thể ban giám khảo đã ưu tiên những nhân tố mới, triển vọng của màn ảnh cũng như sự cố gắng, nỗ lực để tiến bộ của họ qua vai diễn. Với danh xưng Hot Girl, Khả Ngân cho biết cô rất trân trọng, dù khán giả gọi là cái mác. Nữ diễn viên luôn lắng nghe phản hồi của khán giả, dù khen hay chê đều là động lực để thay đổi và ngày một tốt lên. Cô muốn khẳng định bản thân qua từng vai diễn để được gọi là diễn viên. Sự nghiệp có nhiều trắc trở, đường tình duyên của Khả Ngân cũng không được thuận lợi khi cô vướng phải nhiều tin đồn, khi thì yêu ông chú U40, lúc thì yêu cùng giới. Năm 14 tuổi, khi còn là một vận động viên aerobic, Khả Ngân có nhiều hình ảnh thân mật chụp cùng huấn luyện viên. Sau này, trong một bài phỏng vấn cô cho biết tình cảm của họ không có gì quá đáng. Khi tham gia những dự án phim, các sản phẩm giải trí, cô dính tin đồn hẹn hò với các nam ca sĩ Jun Phạm, Isaac, Harry Lu. Chấn động nhất phải kể đến tin đồn yêu cùng giới chị quản lý của Khả Ngân. Họ cùng nhau gắn bó gần 10 năm, tuy nhiên nữ diễn viên chưa bao giờ khẳng định cũng không phủ nhận chuyện này. Khán giả nhìn qua hình ảnh khóa môi của họ để tự nhận định sự việc. Gần đây, khán giả liên tục đẩy thuyền Khả Ngân với Thanh Sơn kể từ khi họ diễn cặp với nhau trong 11 tháng 5 ngày, sau đó lại tái hợp trong phim Gia đình mình vui bất thình lình, đóng một đôi vợ chồng son nên lúc nào họ cũng tình cảm. Những cảnh chạm môi, ánh mắt nhìn nhau tình tứ khiến người hâm mộ dục họ nên chốt đơn. Khả Ngân từng nói cô có ý định lên xe hoa vào năm 27 tuổi. Thanh Sơn đã qua một lần đò, hiện tại đang độc thân. Cả hai như cặp tiên đồng ngọc nữ nên ai cũng muốn họ cùng về chung một nhà. Có thể nói để có được tên tuổi như thời điểm hiện tại, Khả Ngân đã vượt qua nhiều thử thách khi làm nghề, mạnh mẽ trước những phản ứng tiêu cực để nỗ lực cống hiến, chứng minh năng lực với khán giả. Chúc cho nữ diễn viên sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa, trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Việt.